Đây sẽ là pha cuối cùng. Đây sẽ là pha có thể là giao tranh cuối cùng sử dụng chiêu cuối. Cố gắng phá trong cái gì chơi lớn vậy? Chơi lớn vậy? Venus đã bị bắt lại rồi. Venus đã bị hạ gục rồi. Trong khi đó thì King Say đang cố gắng dùng sát thương chết Yijin nhưng chưa được chi. Cái gì đây? King Say cái gì đây? Rồi. Thì đây thực sự là một cái kết quả tôi nghĩ là tương đối bất ngờ khi mà và sự kết hợp của mình. Ủa, giải ừ, chương trình chúng ta không? Đội giải BCB kết thúc rồi hả? Đây rảnh rồi đây. Một đội tuyển có truyền thống khá là lâu đời và họ chưa bao giờ không xuất hiện ở vòng playoff kể từ khi bước lên VCS cả. Đó sẽ là những chú hổ trắng Evos. Where are you going? Hello, mấy cưng. Tắt quấy nhiều đối phương nó khiến cho em kêu không tiếp cận được. Vấn đề quan trọng nhất trong pha macro vừa rồi của Evos. Đây là bánh mì kẹp thịt nhưng bất ngờ em kêu có một cú xúc xích rất là mạnh. Đó, đây cũng nhìn dài đâm thẳng vào chỗ của No Way. Cái nhân cái bánh mì đó nó khó nhai quá. Celeb một cây xúc xích cứng đâm lủng bánh mì luôn rồi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván thi đấu thứ hai vòng đấu playoff thuộc khuôn khổ VCS mùa xuân 2019. Và quan trọng hơn một cái điều là cái điểm dịch chuyển của Antifact, còn Antifact khu vực đường giữa mà thôi. Quét lại kiểu trốn thêm nữa là có một hoàn kỳ nhóm kích Venus, quá tuyệt vời. Rồi, King Say còn sống bằng không trốn King Say ở đằng sau lưng của đệ một nhưng rất tiếc là ta không bắt được đệ một. Venus bị dính khá nhiều kỹ năng, bị dồn sát thương nằm xuống, đệ một có mạng cho mình. King Say bị nhốt vào đại điện chấn quá tối đi, rất đáng tiếc nhưng vẫn đang cố gắng lao vào. Đó là Antifact sắt giữ chân được hai thành viên Celebrity không bắn được. Celebrity đang kiếm góc bắn và ta bắn hạ cũng được đối phương nhưng đồng đội của anh ta thì bắn ngã rồi. And that's how you do it. Và Baron đang được các thành viên của FQ chủ động ăn liên tục, dùng sát thương liên tục vào nó. Ronovi di chuyển ra ở tuyến bên trái, phát hiện thấy đối phương rồi. No Way đang tìm góc bên, nó thất tung Yijin lên. Đó là Baron dành cho FQ dòng này để chấn Yijin, không có bất kỳ kết quả gì cả. Và FQ họ đã lùi về được, họ đã chưa hết. Evos đang sẽ dịch chuyển. Stark sẽ dịch chuyển tới đằng sau, rất nhiều cú nhảy biên dịch chuyển đằng sau. Nhưng Venus, Celebrity và King Say đã phát hiện được rồi. Điểm 1 đang cố gắng Stark đã dịch chuyển. Đã dịch chuyển về bên trái, quét toàn kiểu rất tốt. King Say bị giữ chân lại, sử dụng chiêu cú của Stark giữ chân Venus lại. Celebrity đang cố gắng lùi về. Venus đã bị hạ gục và King Say cũng đã bị hạ gục rồi. Evos đang muốn tấn công vào tuyến đằng sau của đối phương luôn rồi. Họ nhắm vào thì phát trước, thì phát giữ chân được một người bên phía Evos. Đầu tư hết. Khoan, Team FQ đang muốn lấy Baron và họ đang tập trung. Ôi, Stark dịch chuyển kìa. Để xem nào, King Say với nó đã phát hiện ra rồi. Ôi, cứ Baron lên đây Yijin. Tuyệt vời, đó là gì tôi nói dành cho Yijin. Celebrity không có bóc để bắn, King Say đang dùng sẽ thương một người Stark và Stark đã phải nằm xuống. Nhưng Celebrity thì cũng không thể nào sống được. Mạng chấm dứt dành cho Yijin và pha cướp Baron tuyệt vời đến từ người đi rừng của Evos. Một fan tương đối hay từ TDNK đúng không? Anh ta để lại một chiếc đồng dịp to và di chuyển đi rất nhanh mặc dù đã đạt được cấp độ 3. Hụt xe đến từ Stark, đó là điều mà anh ta đã làm rất nhiều lần trong cặp trận đấu này. Anh mạnh mà còn hụt xe là Stark hay hụt là dễ cái điều hiển nhiên mà. Là đúng cái rồi. Điều hiển nhiên đúng vậy. Đây sẽ là pha tấn công tốc biến lên hơi phong xuyên nhưng kiểu chúng có combo bồi và tiếp theo từ DNK sẽ lên rồi lên sát thương là quá nhiều. Chính công đầu dành cho DNK và về được với pha hồi máu dành cho Venus. Stark là người gặp nguy hiểm, ba người đang truy đuổi vẫn còn đó cú phóng bỏ nèo và phóng kiểu lên khôi. Trong khi đấy thì Stark có thể thoát ra khỏi pha combo tiếp theo tới từ DNK được. Đó là pha phóng khép góc. Nhưng mà rất tiếc là khi mà anh ta khép góc xong rồi đồng đội anh ta không có ai để vào bồi thêm cho tình huống đó. Anh đó là phóng của lên khôi đó. Rất tối may dành cho họ. Tối quá, địa một đi vào khoảng tối quá và anh ta bị giữ chân lại. Anh ta là gọi đồng đội tới. Ronobi đã tới nhưng liệu có kịp hay không đây? Buông trụ răng rồi. Và địa một đã nằm xuống. Phần còn lại người Evos vẫn đang quyết định giao tranh bởi vì họ tin rằng họ vẫn đủ sức. Stark đang chờ đợi Na khổng lồ nhưng không có Na khổng lồ, anh ta nhảy về. Một đội sát thương đến từ No Way và bây giờ Na khổng lồ đã có. Antifact bị làm choáng. Celeste đang bắn khá tốt. Bắn với Yijin, Yijin tóc biến. Pha đánh lại. Nó tệ quá. Rất tuyệt vời. Ai đánh cái hạt không nổ bi kịch đến như vậy. No Way. Hạt không nổ, người đấy. Đó là Antifact gì vậy? Stark đang chạy. Antifact là người đấm. Anh nhìn kỹ đâu, tôi thấy nhiều người muốn đánh cái hạt không nổ đó lắm. Nhiều thật, lúc như thế tôi thật là đam mê rồi. Đam mê là trôi chạy rồi. Là tôi cũng đấm rồi.
và ai cứu? May cho anh ta là có cái đồng hồ cát, nhưng ai cứu đúng là như vậy. Đó cũng là câu hỏi tương tự. Và tự cứu Stark Natty này. Ở sai rồi. Có chiêu cuối đến từ Hecarim dành cho GG, anh ta đang lựa gấp, nhưng có lẽ chỉ để cướp mà thôi, vì hai người đang đép trong nhà nơi Artifact đang tấn công, lao thẳng xuống phía bên dưới tranh cướp đá luôn. Các thành viên đội tuyển Evos thì đôi tầm nhiệt được tung trước đến từ bên phía của GG. Ôi, họ muốn kết thúc bàn đâu, là pha lao vào phá nhà. Baron dành cho LMQ, họ đang đánh nhà. Icon này liệu có đúng là đánh nhà cho anh không? Họ nhắm vào đĩa trước, đã gục được đĩa, là chiến thắng chắc chắn là LMQ. Trước khi chúng ta đến với ván đấu thứ tư, khi mà tỷ số đang là 2-1 nghiêng về bên phía của LMQ, thì tôi có một cái thông báo nhỏ nhỏ dành cho các bạn khán giả đang có mặt tại G Stadium. Thì ngày hôm nay có một cái chương trình là bốc thăm, chọn ra hai bạn khán giả may mắn trúng được một bộ 6 cái con Strapball, những con thú ở bóp bóp bên phía này chúng tôi đang để trên bàn nè. Thì các bạn nào ở nhà đang xem trên kênh YouTube của Vietnam Esports TV, hãy đến G Stadium để có cơ hội nhận được những phần quà như thế này. Còn bây giờ chúng ta trở lại với cặp đấu này. Artifact bị kéo, bị làm choáng, bùng nổ sức mạnh đang sẵn sàng. Oh shit. Demo và No Way vẫn đang bắn tốt. Celeb cũng tương tự như vậy. Một bên bất một, một bên bất hai, và bản năng sát thủ của Celeb, anh ta né qua bóng tối, bắn cực kỳ tốt nhưng bị làm choáng. Di Di hết máu vẫn kịp tốc biến đi. Của Celebrity. Nhưng cái cách mà Celeb sử dụng bản năng sát thủ, Di Di đã đi quá xa những người đồng đội của mình, và sau đó thì không ai che cái tia truy kích cả. Lượng máu thấp vừa rồi của Ronobi có lẽ anh ta che cũng không thể nào nổi. Ôi, tiếp tục tấn công vào thôi. Quay lại, cái này nhìn quen quá. Y chang lần trước, nhưng mà lần này sẽ có nhiều khác biệt đó. Lần này không có kinh dây ra không kịp. Kinh dây đang chạy ra, làm choáng của Demo không trúng ai cả. Điện cây lao xuống, điện cây cơ rồi. Điện cây nằm xuống, nhưng Baron đã thuộc về LQ. Ép Baron, dịch chuyển. LQ côn như thế nào để ăn Baron hay là đánh ngược ra? Yijin là bên trên, Yijin bị làm choáng. Baron dành cho Yijin. Wow. Hai bên đều cướp được Baron nhưng Yijin nằm xuống rất nhanh. Ronobi với No Way bắn rất tốt phía ngoài, và No Way đang bắn cực kỳ gắt. Artifact và Celeb bị kẹt trong hàng Baron. Artifact lao ra, Artifact nằm xuống. No Way cũng tốt quá. Làm sao bắn lại được, bùng nổ sức mạnh. Và Celeb trở về dạng hồi sinh. Celeb nằm xuống là quét sạch Clearman dành cho Evon. Triple kill cho No Way. Nhưng Stark vẫn đang ở lại đây, anh ta quyết định rằng giải quyết hết đợt lính. Nhưng anh lính xong có chạy đâu. Ôi, Air Flash hụt, combo hấp tung thì thành công. Venus tạm thời làm thoát được, chứ không phải là Yijin. Đúng vậy, Yijin có thể né được phải thương. Bộ anh bộ hụt. Ui, Venus ơi, hứa là anh không khen em nữa đâu. Đừng khen nữa. Không lẽ đánh hay tôi lại chê. Đừng nói gì cả. Tôi là bình luận viên mà anh không cho tôi nói. Anh bị như tôi không nói đâu. Anh bị điên. Đây là nhanh. Một trong những pha thương hiệu của FQ nè, họ hay côn những pha này. Không có ai mà đi vào như lúc này cả. Cái đống đó mà ai đi vào, Evos ăn Baron luôn kìa. FQ đang chạy về. Còn đây là pha côn thương hiệu của Evos, đó là một pha rớt Baron rất nhanh của họ. Ai là người tới trước, điên cây tới vào kịp hay không đây? Baron dành cho bên phía của FQ. À xin lỗi bạn, cho Evos, tôi sai. FQ đang tràn lên. Ronobi tốc biến chạy rất nhanh, Stark đánh hạt không nổ, không kịp, vẫn bị hất tung, đánh xuống dưới thì kéo theo luôn cả DNK. Venus tiến tới, Stark còn tốc biến, anh ta cố gắng tăng tốc qua chạy, anh ta quay lại, đánh rất dữ dội, anh ta tốc biến né con vô, ép luôn nhân không, lấy luôn giáp thiên thần của DNK. Và đại đế đã thu hút được rất nhiều tài nguyên cũng như thời gian của bên phía LMQ. Stark vô cùng khó chịu, nhưng đây là một đánh năm. Bấm nhẹ cái đồng hồ, câu thêm 4 giây nữa cho đội của mình, nhưng cuối cùng cũng phải nằm. Nhưng đây sẽ là ăn thêm một con rồng lửa đến từ Evos, một pha quá lời. Trụ quay về nhà chính thứ hai thành công dành cho Evos. Họ đang đánh vào người trước đã, hết người thì đánh nhà. Evos thắng lợi 3-2. Thắng thua không quan trọng là anh em mình vui. Cặp bèo nằm tiếp theo giữa Evos và Sky Gaming Đắk Lắk sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày thứ bảy tuần sau. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn trong cặp bèo năm này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.